Kiêu khởi thành nhưỡng thực sự là một tác phẩm không ít sóng gió với Địch Lệ Nhiệt Ba. Đầu tiên là vấn đề không tìm được nam chính, sau đó dù đoàn phim đã khởi quay được mấy ngày, fan vẫn không thể hài lòng. Nguyên nhân lần này tới từ trang phục của Địch Lệ Nhiệt Ba trong vai nữ chính Nhiếp Cửu La. Theo đó, trong nguyên tác của Vĩ Ngư, Nhiếp Cửu La là một người đẹp có gia cảnh giàu có, gu thẩm mỹ tinh tế, luôn xuất hiện với vẻ ngoài sang chảnh đầy thu hút. Tuy nhiên, theo những bức ảnh lách tại trường quay Kiêu khởi thành nhưỡng, Địch Lệ Nhiệt Ba thường diện trang phục như đồ cổ, trông vừa bình thường lại vừa xuê xòa. Kiểu tóc lẫn cách trang điểm của đoàn phim dành cho nữ chính cũng vướng không ít tranh cãi. Fan mỹ nữ Tân Cương thậm chí còn tỉ mỉ đến mức chia phân cảnh miêu tả trang phục theo nguyên tác, gợi ý thương hiệu cùng cách phối đồ cho đoàn phim. Đồng thời, người hâm mộ cũng yêu cầu thay đổi make-up và làm tóc, nên để lộ tai, dùng tóc giả để tăng chiều dài lọn tóc, để ý lông mày, kẻ mắt, màu son, kèm theo đó là đề cử chuyên gia trang điểm làm tóc cho đoàn làm phim. Mặc dù hành động này của fan Địch Lệ Nhiệt Ba vấp phải nhiều tranh cãi, nhưng cũng không thể phủ nhận thẩm mỹ và gu thời trang trong phim Hoa ngữ hiện đại thường xuyên gặp nhiều vấn đề bất ổn. Cư dân mạng cho rằng bản thân Địch Lệ Nhiệt Ba sở hữu nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng đáng ngưỡng mộ và khả năng cân đồ tốt nên những bộ trang phục này diện trên người cô vẫn có thể chấp nhận được. Dù vậy, đoàn phim cũng không thể qua loa tới mức không là quần áo, khiến trang phục của diễn viên nhăn nhúm rất khó nhìn. Bản tin của chúng mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.